Chú cạo su này, cho ăn không? Dạ. Đây. Ơ, đây là kẹo Hubba này chú. Ừ, đúng rồi. Chú ăn đi, chú còn cả màu hồng nữa này. Con chọc đây màu mồi. Chú ăn thoải mái đi, chú còn có một hộp mới này, màu hồng. Wow. Nha chú ơi, chú ăn dở cả hai hộp rồi á. Cái hộp mới à? Vâng. Ừ, thế đi, chú mua cho. Đi, đi thôi. Ơ, Thì Giang đâu rồi? Thì Giang ơi, mình và nó ở đây mà sao lại không thấy đâu nhở? Quẩy ngon quá. Đúng rồi chị. Chị hẹn bạn chị mà bạn chị chưa ra? Không, hôm nay bạn chị bận hết rồi nên chị mới ở đây chờ em đấy chứ. Mà gói củi to thế này, chả biết bọn mình có ăn hết không chị? Không ăn hết thì bọn mình cất thôi, sao ăn tiếp. Mà chị ơi, em ăn nước không? Ôi nhở, ở nhà chị quên mang nước gì mất. Hay chị đi mua đi con nước á? Ừ, thế em ngồi đây nhá, đừng có đi đâu, để chị mua đấy. Vâng ạ. Chị Hồng Anh đi mua nước thì mà lâu á. Biết thế mình đi cùng chị cho vui. Ngồi thấy chán quá. Hay là mình ra ngoài kia đợi chị Hồng Anh đi. Ê bé, đây chú à? Bé. Chú gọi cháu à? Ừ, gọi đây chú à? Cháu yêu ấy. Cháu đi tìm chị cháu ạ. Cháu đi vào trong thành chơi cùng chị cháu nhưng mà cháu có nước nên chị cháu đi mua nước cho cháu. Nhưng mà cháu lâu quá nên cháu đi tìm chị cháu hả? Ừ, con bé này thế mà dễ thương. Chú kẹo su này, cháu ăn không? Dạ. Đây. Ơ, đây là kẹo Hubba này chú. Ừ, đúng rồi. Ngon lắm đấy. Dạ. Ngon không? Có. Thế là vị nho này chú. Vị nho à? Vâng. Ừ, chú cũng chả để ý đó. Chú cho ăn miếng nữa nhá. Cháu cứ ăn đi. Ui, cháu ăn cả miếng to thế cơ. Dài thế này cơ. Tại vì cháu có đau nên cháu ăn. Nghe dài quá, cháu bỏ lại. Ừ, cứ ăn đi, chú còn cả màu hồng nữa này. Con cháu đây màu mồi. Ừ. Chú ăn thoải mái đi, chú còn có một hộp mới này, màu hồng. Wow. Này. Đây là một cơ bản này chú. À, vị cơ bản chứ cháu nhầm. Vị cơ bản. Wow. Đây là to đấy chú. Hộp mới mà. Ôi, kéo ngắn thôi, không có nó rơi mất phí. Cháu nhai hết đi ạ, xong đồ ăn tiếp. Thôi cháu thích quá à. Cháu ăn cả hai vị rồi. Ăn lẫn cả hai vị cả. Vâng. Ừ. Đây ngon quá. Nha chú ơi, chú ăn dở cả hai hộp rồi á. Ừ, chú thích ăn lẫn mà. Mỗi vị chú ăn một ít. Ngon mà. Chú có hộp khác không? Hộp khác á? Cứ ăn đi xong tí nữa chú đi mua cho. Thôi chú mua luôn đi. Thích hồng mới cơ. Thích hồng mới à? Vâng. Ừ, thế đi chú mua cho. Thật á, chú mua cho cháu hộp mới á? Thật mà. Nhưng mà cửa hàng này có xa không chú? Cửa hàng ngay ngoài cổng kia thôi. Nhưng mà cháu sợ chị cháu sắp về rồi. Chú đi xe máy mà. Lên xe chú chở ra xong chú trở về ngay mà. Vâng ạ. Để cháu cắt vào đây nhé. Chú cho cháu hộp này luôn nhá. Ừ, chú cho cháu hộp đấy luôn. Đi, đi thôi. Đi ra cổng chú lấy xe, chú chở đi. Ơ, như Thùy đang đi với chú nào kìa. Ui, lạ ấy. Ơ anh Nghĩa. Ơ Thùy ra. Em muốn đi với chú nào ấy? Em vừa gặp chú kia, ở ngoài kia kìa anh. Em vừa mới gặp mà em đã đi cùng người á? Có sao đâu à? Em vừa gặp chú ngoài kia nhá, chú cho em ăn kẹo Hubba. Xong rồi là chú còn cho em thêm hộp mới luôn anh ạ. Thế á? Có người cho em kẹo á? Tôi bỗng thế á? Dè, thế nhóc ý kiến gì? Chú này mà chú lại đi dân thì đang đi chơi thế này. Chú ý đồ gì xấu à? Chả có ý đồ gì hết nha. Thế chú chưa tiền à? Hả? Nope. Mà Thùy Giang, sao em mày đi phải như lại này? Em không biết trên mạng có rất nhiều vụ bắt cóc rồi à? Hả? Là em thấy chú đấy cũng tốt bụng mà. Thế á? Em đừng có bằng người thơ như thế nhá. Thế là Hồng Anh đâu rồi? Chị Hồng Anh đi mua nước rồi ạ. Thế trước lúc chị Hồng Anh đi, chị Hồng Anh còn dặn gì không? Chị Hồng Anh bảo là ngồi yên tại chỗ đợi chị ạ. Thế? Thế mà vẫn đi. Em đúng là đứa trẻ không biết nghe lời. Thôi đi về cùng anh đi tìm Hồng Anh. À. Chào chú không kẹo ạ. Nhưng mà chú cho cháu rồi, chú đừng đòi lại nhá, cháu chào chú. Ừ, tôi cho rồi, chú thôi, đi ra nhá. Đi về đây, đi về. Nope. Ra chị mua nước bây giờ này. Ơ, Thùy Giang đâu rồi? Thùy Giang ơi, mình và nó ở đây mà sao lại không thấy đâu nhở? Ơ, chị Hồng Anh về rồi ạ? À? Em đi đâu đây? Lúc nãy em gặp một chú cho em kẹo Hubba này. Này Hồng Anh ơi, chả biết vừa nãy thế nào ấy, chú đang đi cùng một người lạ đấy. Chú cho em kẹo Hubba này. Chú cho em kẹo Hubba xịn này á? Vâng ạ. Này, Thùy Giang theo người ta đi tít ở kia, mua kẹo mới đấy. Thùy Giang, sao chị dặn em là ngồi đây sao em còn đi? Đúng rồi, nghe lời chị đi. Tại vì em ngồi đây đợi chị lâu quá. May mà lần này Nghĩa gặp em đi nhá. Đúng rồi. Em bị bắt rồi đấy. Chuẩn rồi. Mà Nghĩa ơi, hôm nay trời nắng quá. Hai bọn mình ra đằng kia luôn đi. Cậu đi cùng bọn tớ luôn. Chơi, đi. Ừ. Đi đâu? Để vui quá đi mà.